Ai, trong khu vườn này bé bé về chứ mà có nhiều cây lắm nhá. Đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhá. Đây là mấy cây vú sữa này. Mấy cây này có cái lá như lá sầu riêng nhá, nhìn nó hơi giống lá sầu riêng này. Còn một cây ổi này, cây mít này, đây là cây mồng tơi. Đây, đây là cây mồng tơi. Cái mông tơi là nó xanh mượt mà bóng luôn, nó tốt mà. Đó, ở đây nó tốt nên là nó xanh mượt rồi vậy á. Đây là cây rau dền. Đây là cái cây tầm bọp. Cây này rất đắng, cái thu lưu bọp. Cây này rất chi là đắng nhá. Mèo, mèo này nó hay đi theo mình lắm nè. Chỉ cần vuốt nó nhẹ thôi, được rồi. Đó, thích lắm. Còn đây, đây là một số cây dược liệu của mình. Ôi, cây mâm xoài. Cây này là chết chứ. Mình chăm được nó chỉ là phải thôi. Cây này là cây dấu rừng. Dạ. 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 Cây này cây thím. Cây này cây cây hương thảo mùa hè hay sao á, mình chả nhớ tên nhưng mà nó là kiểu kiểu như vậy. Đây là cái sót. Và mình vừa mới phát hiện ra một cái con sâu chiểu nó đang bò. Đây mình sẽ tìm cho. Đó. Con này nó có rất nhiều dân. Đây là một cây đu đủ. Cây đu đủ này nó đang ra hoa này. Đó. Cái cáo này, cái hông xiêm này, đây là mấy cây cài trong vườn này. Đó, đây là cây sâm đương quý này. Đó, thấy chưa, cái vườn bé bé vậy thôi nhưng mà vậy đó.